anh em ruột thịt cạn tình vì cha mẹ chia cắt. Quý vị thân mến, cha ông ta có câu: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta đều hiểu rằng anh em trong một gia đình thì dù cho có gặp phải những bất hòa thì hãy ngồi lại và cùng nhau giải quyết, chứ đừng gây xích mích ảnh hưởng tới tình thân ruột thịt và hòa khí trong gia đình. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, thứ tình thân máu mủ này lại rạn vỡ chỉ vì việc phân chia tài sản đất đai, hay là phân chia trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Có những mất mát tình cảm từ những mâu thuẫn vụn vặt mà cả hai bên đều đặt cái tôi của mình lên quá cao. Cũng có những sự trở mặt đoạn tuyệt chỉ vì hiểu lầm, vì lòng tham và sự cố chấp, không ai chịu mở lời, mở lòng với nhau. Mời quý vị cùng nghe những câu chuyện sau đây để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm và rút ra bài học cuộc sống cho chính mình nhé. Câu chuyện thứ nhất, cạn tình máu mủ vì đất đai. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, khi mà đất đai càng có giá trị lớn thì mâu thuẫn giữa các quyền và nghĩa vụ nảy sinh ngày càng nhiều, dẫn đến các vụ tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ, khiến anh em mất đoàn kết, thậm chí lôi nhau ra tòa, đâm nhau đổ máu, làm lung lay nền tảng đạo đức và đảo lộn các giá trị truyền thống. Cạn tình máu mủ vì đất. Mới đây, báo chí đã đăng tin vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 2016, phòng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ kiện tụng đất đai. Nguyên và bị đơn là những anh em ruột thịt trong một gia đình. Trong đó, trước khi chết, người mẹ đã di chúc để toàn bộ nhà đất do mình đứng tên cho đứa con trai út là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1982, bị tật nguyền do nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe. Sau khi đã chia phần cho những người con khác, không ngờ khi bà mất, 6 anh chị em ruột của Tùng đã khởi kiện đòi chia lại đất. Nhìn cảnh các anh chị lôi đứa em tật nguyền ra tòa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đây không phải là cảnh nổi da sáo thịt hy hữu, mà những tranh chấp đất đai đã và đang phát sinh ngày một nhiều, làm rạn nứt tình cảm anh em. Thậm chí không ít người đã phải vào tù. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1973, trú tại thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai mà vào ngày 13 tháng 2 năm 2016, Hậu đã vác dao đâm gục hai người anh của mình. Những nhát dao chí mạng của Hậu đã khiến cho một người anh trai tổn hại 75% sức khỏe, người còn lại là 14%. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hậu về hành vi cố ý gây thương tích. Bài học đắt đỏ. Người đời có câu, của cải là vật ngoài thân, lúc chết không ai mang theo của cải sang thế giới bên kia mà giải được. Hơn nữa, quan tài cũng không thể chứa được đất đai. Thế nhưng người ta vẫn tranh giành từng danh đất, từng công ruộng, từng cái nền nhà, để rồi tình cảm rạn nứt. Một khi lợi ích vật chất được coi trọng thì người ta sẽ tính toán. Khi đó, sự ích kỷ tham lam sẽ biến con người trở nên khác đi. Vật chất càng nhiều thì lòng tham lam càng cao. Lòng tham lam càng cao thì đạo đức càng kém. Đạo đức càng kém thì con người trở nên hung ác, dữ tợn. Con người trở nên hung ác thì xã hội bất an. Khi mọi sự đã trở nên quá muộn thì cái giá phải trả trở nên quá đắt đỏ. Cái được chỉ là phần vật chất, còn cái mất thì quá to lớn, không thể nào cân đo đong đếm được. Một khi đã lôi nhau ra tòa thì khi bước ra khỏi phòng xử thì tình cảm anh em đã không còn được nguyên vẹn như xưa, chứ đừng nói là chuyện tranh chấp dẫn tới đổ máu. Những hệ lụy đó có khi còn kéo dài tới đời sau, con cháu không nhìn mặt nhau. Dẫu biết rằng tấc đất tấc vàng, nhưng tình nghĩa ruột thịt còn quý hơn gấp ngàn vạn lần. Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trong đời sống con người. Vì thế, trong kho tàng văn học dân gian đã có biết bao tiếng hát, lời ru, câu chuyện
khuyên nhủ mọi người hãy xây dựng tình cảm gia đình đầm ấm, thuận hòa. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, máu chảy ruột mềm, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần. Những bài học đạo đức này thật sâu xa, thấm thía. Ngày nay, những bài học đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa giáo dục, vì trong cuộc sống vẫn còn những cảnh tượng ngang trái, đau lòng, đi ngược lại đạo lý lòng người. Bằng cấp có nghề trong tay để ra đi làm ăn, kiếm sống nuôi gia đình. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Khi đau răng, ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng. Có nhiều người rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dở nên khinh thường. Nhân quả nghiệp báo tốt xấu sẽ tới sớm hay muộn là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh nhưng sau này sẽ bệnh, rồi ta cảm nhận sự thống khổ của nó mà có thể cảm thông người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế mà cứ đi chùa để cầu khẩn van xin, mong Phật Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân tới quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai. Khi nhân duyên chín mùi, chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác, như là trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, chủ dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặc hối lộ, tham ô chèn ép người quá đáng, vân vân, dẫn tới bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội cho tới tử hình. Chính vì thế, người Phật tử chân chính phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì tổn thương tới người khác, tránh xa tội lỗi. Người đã có đủ tín tâm về niềm tin nhân quả sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác, bởi nhân trộm cướp, lường gạt của người dẫn tới quả báo hiện tại chịu tù tội và tương lai chịu thiếu thốn, nghèo hèn. Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi, hay làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt không làm tổn hại ai. Một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài, nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ, vì quá nghèo nên hai mẹ con phải đi ở nợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi vì cuộc sống cơ cực bần hàn nên đã qua đời gần một năm. Vào một đêm nọ, người con nằm mộng thấy mẹ về nói với ông: ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cóng vì lạnh. Ông phú hộ sẽ cho con, nhưng con chưa có nên ăn. Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông phú hộ, nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát và phải thành con gà để trả nợ. Mẹ đã đẻ đủ số trứng và sinh ra nhiều lứa gà con, nên trong đời này trả hết số nợ cũ, bây giờ ta có thể tái sinh cõi lành. Hôm sau, quả đúng như lời nói trong giấc mộng, có một con gà mái chết cóng phía sau nhà bếp. Ông phú hộ liền cho người con. Biết được nguyên nhân, đứa con khóc lóc thương tiếc nhớ tới mẹ mình, rồi đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, mới gặng hỏi vì sao lại như thế. Không giấu giếm được nữa, người con liền đem sự thật kể lại cho ông phú hộ nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai và coi anh như người thân trong nhà. Trộm ở đây có nghĩa là canh me, rình rập, nên lấy không để cho người khác thấy. Cướp có nghĩa là công khai, ngang nhiên cưỡng đoạt, lấy trước mặt mọi người. Cân non bán thiếu,
trốn thuế, lừa gạt dưới nhiều hình thức khác đều gọi là trộm. Lợi dụng quyền cao chức trọng mà tham ô, hối lộ, ăn chặn, bắt chẹt người phải đưa tiền của đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để mà đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả, vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu họa khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả sống khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt ấy của người dưới nhiều hình thức, người Phật tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác, để mà đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn. Dù là một cây kim cọng chỉ, nếu không phải của mình hay người khác không cho, thì mình không được tự ý lấy làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại khi đủ nhân duyên, còn vô số những việc làm ác sẽ kết thành quả sống trong tương lai. Vì nhân đã gieo thì trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất. Con người khi gặp quả báo sống mới than trời trách đất, đổ thừa tại thì là, mà không chịu gieo nhân lành ngay nơi hiện tại. Nhiều người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa. Đến khi phước hết, họa tới chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt,